em bán hàng nhà tháng nào nhiều được 4 triệu, còn không 3 triệu, 2 triệu rưỡi. Chồng em đi làm tháng được 10-12 triệu, hai vợ chồng nay lưng ra làm không đủ trả lãi. Chúng ta vừa xem tâm sự của một khách hàng của Dũng. Hai vợ chồng tháng lương 16 triệu và mỗi tháng bây giờ phải trả 13 triệu tiền lãi vay ngân hàng do việc đầu tư bất động sản lướt sóng. Và ở video này hôm nay thì chúng ta sẽ phân tích, mổ xẻ, đánh giá nguyên nhân cũng như là các giải pháp để chúng ta có thể giải quyết vấn đề như trên. Và chúng ta thấy rằng là ngay cái tiêu đề của video đây, chúng ta sẽ mua bất động sản lướt sóng. Bộ môn lướt sóng này thì không phải ai cũng chơi được. Vì chúng ta thấy rằng là chúng ta xem và nghe, đó là chị đi nghe, thì chúng ta thấy nguyên nhân ở đây, nguyên nhân chính là gì? Đầu tiên chúng ta lại đi đến nguyên nhân. Nguyên nhân đầu tiên mà chúng ta đề cập đến là chị này, chị đi mua với mục đích chị lướt cọc. Nghĩa là sao? Có nghĩa là đất của họ, họ mua một cái lô to xong rồi họ phân lô ra, họ chia thành các lô nhỏ và họ bán. Thế thì chị này, chị đi nghe mấy cái bạn sale, bạn cò giới thiệu, bạn chào mời thì đặt cọc, ví dụ mỗi lô đặt cọc 30-50 triệu, sau thời gian 1 tháng 2 tháng gì đó, đúng không? Thời gian chờ thì bắt đầu mới vào tiền. Đúng đến đúng cái thời điểm đấy thì bắt đầu đất nó bị chững lại, cọc rồi thì phải vào tiền để ra sổ. Và trong trường hợp này thì sao? Không có tiền thì phải đi vay. Thế đây là cái nguyên nhân đầu tiên, mua đất cọc để làm sao? Để mà mua bất động sản. Nguyên nhân thứ hai chúng ta sẽ đề cập đến là gì? Đó là chị này, chị định mua theo cảm xúc. Nghe các bạn sale nói là đất rẻ, không có bước kiểm tra xác minh đánh giá thị trường này có ok hay không, cũng có kiếm được 1-2 lô chắc là cũng được ít tiền, đâm ra là thấy rằng là việc kiếm tiền này là dễ, kiếm tiền trong bất động sản là dễ. Một nguyên nhân nữa dẫn đến việc tình trạng chị đang gặp vấn đề là gì? Vay ngân hàng quá mức, cả gia đình thu nhập được 16 triệu, chưa trừ nhé chi phí hàng tháng, thì đã phải mất 13 triệu để trả lãi. Vậy thì bạn nghĩ rằng là một gia đình có vợ, chồng, con cái thì 3 triệu một tháng còn lại có thể duy trì cuộc sống này được không? Và nếu không giải quyết được tình trạng này cứ duy trì tiếp thì chúng ta không biết điều gì xảy ra. Hai là giải pháp. Giải pháp thì nó cũng đơn giản. Một là vợ chồng chỉ tăng thu nhập, làm thêm, kinh doanh thêm hàng gì đó, miễn là sao có thêm thu nhập. Đi kèm với đó là gì ạ? Cắt những, giảm những khoản chi tiêu không cần thiết. Ok, điều này thì sẽ làm sao kiểm soát được các khoản chi thì sẽ bớt chi hàng tháng này, tăng cái thu nhập lên bằng cách làm thêm. Một cái cách nữa thì chị có thể làm đó là vay của ngân hàng khác để trả cho có lãi suất thấp hơn. Và cái này thì thực sự là cũng không hề dễ, nhưng mà chúng ta cứ phải làm thôi, có chính sách rồi thì chúng ta áp dụng. Vấn đề là chị này, chị đã dính vào trường nợ xấu hay chưa, và nếu mà nợ xấu rồi thì rất là khó. Bổ sung một nguyên nhân đấy nhé, bất động sản khó thanh khoản. Và cái cách cuối cùng mà chúng ta cũng chỉ có thể áp dụng bán thôi để thu hồi tiền trả bớt ngân hàng. Lỗ thì cũng phải bán nha. Và bài toán tại sao lỗ cũng phải bán, bởi vì nếu như bất động sản đó nó không tăng trưởng được mà mỗi một tháng cứ 13 triệu chúng ta duy trì đều trong 3 năm, 13 triệu để ra mỗi tháng thì một năm bạn có bao nhiêu? Một năm bạn có 146 triệu trên năm. Vậy thì 3 năm thì chúng ta có bao nhiêu? 3 năm thì chúng ta đã có hơn 400 triệu. Và chả biết cái bất động sản này khu Hòa Bình nó rộng, mênh mông bát ngát thì bao giờ cho nó lên. Đấy, như vậy chúng ta đã đi đến nguyên nhân bài học, giải pháp rồi. Thì chúng ta sẽ lại đi vào bài học. Bài học ở đây là gì? Đầu tư bất động sản phải đầu tư lâu dài. Thứ hai là gì ạ? Nó phải tìm hiểu chứ. Thông tin và sản phẩm về cái khu vực này, sản phẩm định đầu tư. Bạn không tìm hiểu nó, bạn không biết là nó có khả năng tăng trưởng không, bạn không biết là khu vực này nó có yếu tố gì giúp bất động sản tăng trưởng không, bạn mua thì đương nhiên là bạn thua lỗ là cái chắc, không có cái lý do gì để có thể tăng trưởng. Và một bài học nữa gì ạ? Không sử dụng đòn bẩy ngân hàng quá lớn 50%. Và cuối cùng học trước khi đầu tư, chúng ta phải hiểu về nó, chúng ta phải có kiến thức với nó thì chúng ta mới đầu tư được, chúng ta mới tránh bị mất tiền. Nguyên nhân, giải pháp và bài học thì theo bạn, thì bạn có tìm ra nguyên nhân, có giải pháp gì thêm không, và có bài học gì rút ra trong trường hợp này không, thì để chúng ta cùng nhau trao đổi. Biết đâu thì cái việc bạn thêm vào đây cái ý kiến của mình lại thêm góc nhìn, thêm cái giải pháp cho người ta, đúng không? Nếu như bạn nào lần đầu tiên xem video của Dũng thì hãy follow Dũng, sẽ có những video chia sẻ về tài chính, việc đầu tư, bất động sản thì bạn sẽ là người đầu tiên nhận được nó. Thứ hai, nếu như bạn thấy rằng nội dung này hay, có ý nghĩa thì bạn có thể chia sẻ đến bạn bè, người thân mình, biết đâu họ đang trong tình trạng như vậy và họ chưa có giải pháp để giải quyết vấn đề, thì đây là cách bạn có thể giúp họ. Hy vọng là những cái chia sẻ của Dũng thế sẽ giúp các anh chị có được thêm cái kiến thức, có thêm cái góc nhìn
để chúng ta có thể tham gia thị trường đầu tư, giúp chúng ta gia tăng tài sản mình cách hiệu quả nhất. Và xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ở những video sau.